quan hồn hiển linh, phá giải vụ án mạng, câu chuyện hoàn toàn có thật tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1949. Câu chuyện ly kỳ này tôi được nghe chính nhân vật kể lại, đó là ông Hoàng Văn Hải, 70 tuổi quê ở Cần Thơ. Giọng nói ông hiện từ chậm rãi, thần thái của ông toát lên vẻ thật thà, phúc hậu của người có đạo. Ông bắt đầu câu chuyện của ông năm đó. Năm 1979, khi ấy ông làm đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy bột mì có trụ sở đóng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhà ở xa nên ông Hường, vì nhà ở xa nên ông thường ở lại nhà máy. Điểm đầu tiên, vừa đặt lưng xuống giường, ông bỗng giật mình hốt hoảng như có ai đó dựng ngược chiếc giường dậy. Chiếc giường của ông nằm như có một bàn tay khổng lồ rung lắc, hay là có ma ở đây? ông chợt nghĩ ngày xưa hồi còn nhỏ nhà cha mẹ ông nằm sát bãi tha ma vào những đêm rằm mùng một hay nửa đêm thỉnh thoảng các em của ông đang ngủ bỗng vùng dậy khóc thét mặt xanh đít nhái rồi rúm ró trong góc giường ánh mắt đầy vẻ sợ hãi những lúc ấy cha ông thường dậy thắp hương rồi niệm chú đại bi nhớ vậy hết một hơi thật sâu ông hải từ từ nhắm mắt ngồi tư thế kiết già tai bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú khấn nguyện xong ông lên giường đi ngủ tiếp ông ngủ một mạch đến sáng giấc ngủ rất ngon bình yên được khoảng hai tuần một đêm trời đã khuya đang nằm thao thức nhớ vợ nhớ con đột nhiên ông thấy một làn gió lạnh luồn qua màn khiến ông rùng mình trở mình với tay lấy cái chăn đắp ông bỗng sững người một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn mặc áo trắng quần đen đang đứng ngay thành giường chìa thai sinh, giọng thiều thạo, thiểu não tôi đói qua làm ơn cúng cho tôi chút thức ăn ông hải lấy hết can đảm trướng mắt nhìn qua tấm màn ông nhìn rõ khuôn mặt gầy guộc với nước da trắng bợt tái xanh đôi mắt toàn lộng trắng của thiếu nữ ở khóe mép ri rỉ hai dòng máu đỏ lờm ông hét to một tiếng bỗng thiếu phụ tan biến đêm đó ông thức đến tận sáng đêm hôm sau rồi đêm sau nữa cứ đến giờ tí sau tiếng kêu thảm thiết lạnh người của con chim cú là ông hải lại nhìn thấy bóng người thiếu nữ mặc quần đen áo trắng đứng cạnh giường chìa tay xin ăn từ đấy cứ vào bữa cơm tối ông lại đặt một cái bát một đôi đũa vào mâm trước khi ăn ông bảo mời hồn về xơi cơm một số người trong nhà máy thấy thế thắc mắc hỏi ông bảo Tôi có cô em chết kẻ thiền lắm, thường đi theo phù hộ cho tôi. Tôi thường lắm, tôi tình chết không phải là hết, nên tôi thường mời cô ấy về ăn cơm cùng tôi cho vui. Rằm tháng 7 năm ấy, ông Hải xin phép ban giám đốc nhà máy cho mình về quê để làm lễ cúng gia tiên. Buổi chiều hôm ấy, tự dưng, ruột gan của ông nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vợ ông thấy thế thì bảo, bố nó bị dông nhập, hay bị cô nào ở trên Sài Gòn bắt ví hay sao, mà cứ nhấp nha nhấp nhởm ra ngẩn vào ngơ thế kia ông hải gắt có bà bị dông nhập thì có sực nhớ đến dòng người thiếu nữ mặc áo trắng quần đen hay xin ăn ở nhà máy ông hải vội vàng dắt xe đạp như ma đuổi chạy lên thành phố mặc cho bà vợ và đám con đã dọn sẵn cổ tưng bừng đêm ấy sài gòn nóng nực oi bức ngột ngạt như lò than đốt đống vàng mã cho thiếu nữ xong ông hải thấy mệt nên lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn giữa cái nóng như thiêu, ông bất ngờ gặp lại cô gái mặc áo trắng quần đen sau một thời gian dài vắng bóng. Thiếu nữ bảo, cảm ơn ông nhiều lắm, đã luôn chăm chút cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn và mong có ngày đền đáp. Lần này tôi cầu xin ông giúp cho tôi thêm một việc nữa. Ông hãy hỏi, việc gì cô cứ nói nếu giúp được thì tôi sẵn lòng thiếu nữ bảo chỗ tôi đang nằm nóng quá mong ông hãy chuyển nhà giùm tôi nhưng tôi có biết nhà cô ở đâu đâu mà chuyển ông hải trả lời nhà tôi là cái thùng phi trồng cây sống đời để ở trên sân thượng của tòa nhà này đó ông cứ đi theo tôi lên sẽ thấy nghe cô gái nói vậy ông hải tụt xuống giường đi ra cầu thang rồi leo lên sân thượng Cô gái đi trước, từng bước chậm rãi. Ông Hải chậm rãi bước theo. Bỗng khập, cán ông đập mạnh vào cánh cửa sơn thượng đang đóng chặt. Đầu ông đau nhói, máu ri rỉ chảy. Ông Hải giật mình tỉnh giấc phát hiện ra mình vừa đi trong cơn mộng du. Ông dỡ bước xuống định bụng sẽ quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh của cô gái quần đen áo trắng cùng lời khẩn cầu nhờ chuyển nhà giúp khiến ông dừng lại. Nghỉ ngợi một lát, ông quyết định quay ngược lại cầu thang hít một hơi thở sâu ông đánh bạo đẩy cửa bước ra sân thượng ông đưa mắt nhìn khắp lượt chiếc thùng phi to trồng cây sống đời kia rồi nó nằm ngay góc sân người ông bỗng lạnh buốt ông rón rén bước lại gần chiếc thùng phi cao đến ngang ngực ông bên trong đổ đầy đất gần thùng phi có một chiếc xẻng đã hoen rỉ ông rung rung cầm chiếc xẻng tim ông đập mạnh hơn mồ hôi vã ra như tắm ông khiển chân dùng sản xúc đất một nhát hai nhát chín nhát mũi sản chạm vào vật gì cưng cứng ông thò tay vào để nhấc lên một cái đầu lâu người ông hét lên một tiếng hộp sọ rơi xuống đất lằn lòng lốc ông chạy bán sống bán chết về phòng đóng rầm cửa lại sáng sớm hôm sau nhận được tin báo của ông hải công an quận sáu đã phong tỏa nhà máy bảo vệ hiện trường đội ngũ bác sĩ giám định pháp y của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được mời đến để khám nghiệm tử thi. Ông Hải nhớ lại, xác chết đã phân hủy nhiều, bị chôn ở tư thế ngồi. Ngày ấy những năm 70, quần áo pha nhiều ni lông nên gần như còn nguyên vẹn. Tôi trùng mình khi nhìn thấy chiếc quần đen và áo trắng của nạn nhân. Nó giống y chang bộ quần áo cô gái thường mặc mà tôi gặp trong giấc mơ. Cũng nhờ bộ quần áo này mà công an xác định đây là một nữ nạn nhân. Sau khi đo khoảng cách tỷ lệ xương, họ kết luận người phụ nữ này khoảng 23 tuổi, cao khoảng 1,5 mét. dáng người nhỏ nhắn, khi bị giết, cô ấy đang mang thai vì thấy cả hài cốt của thai nhi. Vậy người phụ nữ này là ai? Vì sao lại bị giết một cách giả man khi đang mang thai? Bác sĩ pháp y đã làm bản mô tả và căn cứ trên đó cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm gia đình nạn nhân. Bỗng một buổi chiều, một người phụ nữ trung niên tên là Trần Thị Mơ tìm đến công an quận 6 để trình báo. Người phụ nữ này cho biết, đầu năm 1978, gia đình bà có một người con gái tên là Nguyễn Thị Kiều, 22 tuổi, đi khỏi nhà, từ đó không thấy trở về. Vì dạo đó, nhiều người đi vượt biên, nên gia đình đã nghĩ có thể ai đó đã rủ rê kiều bỏ nhà đi vượt biên nên không báo với cơ quan công an. Sau khi nhận được thông báo của công an quận 6, thấy nhiều đặc điểm giống con gái mình như là dáng người, độ tuổi và đặc biệt là bộ quần áo giống với ngày con gái mặc khi bị mất tích nên gia đình đã quyết định đến cơ quan công an để trình báo. Cũng theo như lời kể của bà Mơ trước khi mất tích, con gái bà có yêu một người đàn ông làm phó chủ tịch phường trụ sở của phường đóng tại địa điểm mà hiện nay đang là nhà máy bột mì. Tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Mơ, các điều tra viên mừng như bắt được vàng, vì từ chỗ vụ án tưởng như đi vào ngõ cục, manh mối đã dần hé mở. Trước kia, khi Ủy ban Nhân dân phường đóng ở đây, có một ông phó chủ tịch phường tên là Nguyễn Tấn Phú. Một thời gian dài, ông Phú có quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Nhưng gần đây, mọi người thấy anh ta không qua lại gì với cô gái đó mà lại cưới vợ là một cô gái quê ở bến tre sau khi được triệu tập hắn một mực phủ nhận nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi phú đã phải cúi đầu nhận tội tại cơ quan điều tra kẻ thù ác khai rằng trước khi quen nguyễn thị kiều hắn đã có người yêu ở bến tre hắn xác định yêu kiều cho vui lắp chỗ trống cho đỡ buồn sau một thời gian yêu đương kiều thông báo là đã có thai và đề nghị cưới gấp điều đó khiến phú rất khó xử vì hắn đã định ngày cưới với cô gái mà hắn đã yêu từ lâu ở bến khe tất nhiên phú không dám nói ra sự thật này với kiều vì sợ kiều làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác và quan lộ của mình sau một đêm thức trắng nghĩ kế hắn quyết định giết kiều để bịt đầu mối một tháng sau hắn ung dung cưới vợ ở bến khe câu chuyện kết thúc kẻ thù ác đã bị bắt. song đây cũng chỉ là một phần mở màn cho hàng loạt những quả báo mà y sẽ phải hứng chịu từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Giờ đây, ngồi kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm. Ông Hoàng Văn Hải vẫn còn rất nhiều xúc cảm. Ông trầm ngâm bảo. Tuy những giấc mơ kỳ lạ trên nằm ngoài hồ sơ vụ án, và cũng không ai có thể lý giải được vì sao lại như thế nhưng đúng là cuộc đời này ân đền bán trả, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Nếu trong cuộc đời quá thật là có cõi âm, có luân hồi chuyển kiếp, thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ như ngày hôm sau ngủ dậy. Vì thế, chúng ta hãy luôn sống trong chánh niệm, tỉnh thức để nuôi dưỡng lòng từ, chế tác hạnh phúc, an lạc, biết yêu mình, yêu người. Đó mới là lẽ sống. Chứ cứ đấu tranh giành giật, mưu mô, thủ đoạn, lọc lừa Chỉ mang tới kết cục là nỗi thống khổ vô biên Trong hoàn cả ác nghiệp Nói đoạn, ông nhấp một ngụm cà phê Rồi chậm rãi đọc Dễ gì vật đổi sao thai Chỉ xin giữ một chút này cõi riêng Giữ bề bộn một cõi thiền Lúc giông bão có bình yên náo mình bình Yên náo mình Hấp tinh quỷ trong các loài quỷ Phật kể có loài hấp tinh quỷ vậy chúng hoạt động như thế nào khi nam nữ phóng túng tà dâm ngoại tình ngoại hôn không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái dùng trộm sống lan dạ tà hành thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện tôi có anh bạn mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm cho đó là vô đạo đức sa đọa nhưng thời gian lâu dần anh cho rằng Dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao Nào ngờ sau khi tò mò xem thử Nhìn tới dòm lui một hồi Triết rồi anh đâm ghiền Bỗng một hôm anh tâm sự Các phim, truyện, đĩa xét Có nội dung kích dâm gợi dục Không nên xem Phải nói là tuyệt đối không nên xem Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên Trong các cảnh quay các pha tình dục này Thật kinh hãi quá Té ra Hôm đó anh lên mạng xem xét bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó nửa thân trên của quỷ lộ rõ gương mặt trắng bệch hốc mắt đen tóc dài bù xù nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm mê loạn không còn chút tỉnh táo điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa anh xúc động nói hèn gì mà người xưa nói các dạng quan hệ không phải phu thê đều có quỷ lẫn quỷ ám mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần càng lúc càng nhiễm tà càng trở nên ngu đần mê muội một anh bạn khác của tôi tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm hình lõa thể hay xét nghệ thuật xem được một thời gian lâu anh kể rằng bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể khiến thân trở nên suy yếu mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến set thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi. Đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục set hay phim ảnh đồi trụy nữa mà dội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi: "Tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế. Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem, trào dân ham muốn, rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá giàu, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình. Cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách, Loại quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại Mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn Lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới Và đương nhiên chúng có quyền làm hại Các băng, đĩa, phim, ảnh xét Bao gồm các trang web đồi truyện Chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn Và đây chính là môi trường béo bở Là lạc viên của quỷ hấp tinh quỷ hành bệnh trú đóng Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cứ động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua khỏi liễu, bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà. Dương thấy mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, trở nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ dạng kiếp. Cũng xin giải thích thêm là, khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bức chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chi hội viên mới được xem. Nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến người xem nổi ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ẩm náo và dậy sống đến nỗi cả dùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đóng trong dục lạc u muội rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường, nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này, dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế quả chân hiện thế báo của tài dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn, người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây người đến tìm tôi trị bệnh rất đông, quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết một phần ba là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ không thể khống chế niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh trì chú hay bái phật cũng bị khởi niệm xấu này vì vậy họ tìm đến tôi hỏi vì sao như thế nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy thì tôi xin nhắc nhở có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng Tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh Có đồng tư tưởng ô quế giống họ sẽ tụ hội bu quanh trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạn, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc hành hạ nhau riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện bồi đức chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng những trung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba thì bọn chúng khoảng hai ba tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện Người bị bọn chúng dây nhiễu Thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm Thậm chí dù có ở trước tượng Phật Cũng không kèm được tâm dâm Tối tối thường mộng thấy hành lạc Hoặc họ không tự giác Đang ngủ cũng tự thủ dâm Nên hay bị mộng tinh, di tinh Vào ban ngày Đa số những người bị quỷ mị hấp tinh Dây hãm bầu bạn thì họ rất suy Mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ Tinh thần không phấn chấn Thân tâm mỏi mệt Khẩu khí tanh hôi, uế trừ, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồ trụy vân vân từ trên nét hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tài dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dụng khí, thể nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quán sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thiểu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu mà là có rất nhiều. tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. tôi thầm nghĩ thật không ngờ có người ngốc đến vậy đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú trong lòng tôi rất khó chịu. phải biết tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình khi người ta thủ dâm ngoại tình tà dục lan chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu chực chờ đợi dùng bữa những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân không bao giờ dám tự hủy hoại tiêu quan tinh lực vì tổn hại này rất khó bù đắp Muốn bảo tồn sức khỏe Chúng ta phải nương vào tinh khí thần Nếu tinh khí thần không đủ Thì chẳng thể sống tốt Quý mị cũng dễ dàng xâm hại Ngoài ra đương sự Còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa Nặng nề khó cứu chữa Vì hiện thời có rất nhiều người Do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm Nên bị tổn hại Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo Chỉ mong có người đọc xong Chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh ca Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cho anh ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng, Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, định âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm Thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hãy ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Dân, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê Tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình Gợi tình kích dục Thế là tôi không kềm chế được Và bị di tinh Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh Cùng nữ lang kia nữa Mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh Thì bảo gì tôi cũng nghe theo Tôi nói Bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái Thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ quả có chuyện này Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ Làm trong ban truyền tin Do không bận rộn lắm Nên hãy đến Chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi Qua bạn bè giới thiệu tôi quen một cô gái Giao du thân thiết Thường hẹn hò cùng nhau Ngày nọ Máu nóng trào dân Dầm tâm khó kềm Tôi liền gạt cô ta Nói rằng Anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt, xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ, sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh. Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi, tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, Tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi. Nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng quán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đã kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên quán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu. Mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thố lộ tất cả những lỗi mình đã làm. Không được che giấu bất cứ điều gì, phải lộ cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra. Nguyện từ đây là một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh địa tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bệnh chí tu sửa, mình sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này, thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường đó là anh chỉ mới hại một cô thôi chứ nếu anh hại nhiều người ác báo sẽ kinh khủng hơn tùy theo phúc đức thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay còn anh đang yên đang lành khi không gieo tội khiến phước tổn nghiệp dày bây giờ hãy lo sửa đổi đổi mới nghiêm túc hoàn thiện mình dân sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rầy phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyền, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồ trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói. Chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời, và sách tu sửa thân tâm sau khi anh về nhà quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ cơ hồ khiến anh mất tính tâm cho phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ cuối cùng đạo tâm anh ổn định tà yêu cũng chịu rời đi quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, xuyên sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trên tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tính, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tính, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải nên đã chiêu cảm thêm loại yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, nhìn thân khẩu ý thanh khiết tuyệt đối không được khởi tà tư phóng túng dâm loạn đa tình báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau hễ thấy mỹ nữ bất kể là họ có gia đình hay chưa thì lòng liền khởi tâm dâm chỉ hận gia nhân chẳng thuộc về mình đây là ma tâm ma tâm vốn thiên biến dạng quá nhất là người thời nay tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có. Tâm đa dục còn nhập thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiên dè. Do tật xấu không sửa đổi, nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, Chữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc tự khắc chế mình Ngoại tình, túng dục Khiến hai bên đều tổn hại Gia đình đổ nát Chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền Xin hãy cẩn thận Bác sĩ Hoàng Tâm sự của thiên thần Trong các kinh điển đại thừa Phật thường nhắc nhở vào các ngày Mồng 1, mồng 8, 14, 15 24, 28, 29, 30 Nhân gian nên ăn chay tu trì Để tăng thêm phúc huệ vì những ngày này có thiên thần đi thị sát. Đại khái là ngày mùng 1, 1 15 thì tứ thiên dương đi tuần, ngày 14 28 thì thái tử đi tuần, còn các ngày kia thì thiên tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng ai lo việc nấy những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử phật ông giữ giới nghiêm minh đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần mỗi câu kể đều là lời chân thật bất trọng ngữ mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt nỗ lực điều tâm trọng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí, tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo: "Tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa." Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen. Trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh xa vào đọa lạc ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái, thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này Túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng. Chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ, nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải cuối cùng thành ra bị chết trong tài dâm ái dục thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo so. ông cúi đầu thở dài lộ vẻ rất xót xa tôi hỏi chúng quỷ ngông cuồng như thế vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ ông nói chẳng phải là không quản mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm ý tà thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng tức là đang kêu mời dãy gọi chúng tới vì vậy mà cho dù rất muốn chúng tôi cũng không thể cứu họ đa số bọn họ thuộc hẹn khôn ngoan thông minh theo thế tục tự cho mình là thành phần trí thức có học vấn uyên bác chỉ tin khoa học chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả dâm tâm tà dục quá lớn chẳng chịu nghe lời ai khuyên xem như tự đâm đầu vào chỗ chết bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loại quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đẩy no nê Sáng ra khi họ tỉnh dậy, cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết, thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn Lời người dịch Dịch mấy câu chuyện trên sông, tôi đã đắn đo rất nhiều cuối cùng thì quyết định tung ra chỉ mong có thể góp phần cảnh báo nhắc nhở bạn nên sống thanh khí loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng bạn có quyền tin hoặc không nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình đừng tiếc like và comment khi xem video thuật của quả hồng Thời ấu thơ bé tí Tôi thường đứng trước gương suy nghĩ Người trong gương này là ai? Là tôi ư? Nhưng y tự sinh Đến từ thay đổi theo biến hóa vô thường Vậy tôi thực sự ở đâu? Vấn đề này từng ám ảnh Khiến tôi lao tâm khổ trí Suy nghĩ nhiều năm Mãi tới khi tôi biết đến Phật giáo Thì mới hiểu rõ minh bạch Tôi trong gương chỉ là một thể xác một lớp vỏ ngoài, giống như căn nhà vậy, mà chủ nhà mới thực sự là tôi, xưa nay vốn đầy đủ Phật tính. Bắt đầu từ đó, tận đáy lòng sâu thẳm, tôi khao khát tìm ra chân lý bất biến vĩnh hằng của vũ trụ nhân sinh trong Phật Pháp. Năm tôi 18 tuổi, trong nước giấy lên phong trào tập luyện khí công cực thịnh, cho đây là cách rèn luyện thân thể lý tưởng. Tôi cũng bắt đầu hùa theo học khí công trong đây tôi thấy môn tĩnh công hay và thích hợp nhất vì có cho niệm nam mô quán thế âm bồ tát có lẽ đây cũng là nhân duyên kiếp trước bởi tôi vừa nghe đến danh hiệu này thì thân tâm khoan khoái tinh thần phấn khởi thế là hàng ngày sớm tối tôi đều niệm danh hiệu gài siêng năng luyện tập tĩnh tọa lực gia trì của bồ tát quan thế âm thật bất khả tư nghị ngàn xứ cầu ngàn xứ ứng. Ngài đã mấy lần giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn trong đời sống. Điều này càng khiến cho tôi tăng thêm niềm tin kiên định đối với việc trì danh Ngài. Từ đó, bất kể tôi đi đâu làm gì, thế vừa ra khỏi cửa là tôi luôn niệm Phật Quan Thế Âm, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm nguyện học theo nói theo tinh thần đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, tinh tấn tu hành làm lợi chúng sanh. Người hướng dẫn tôi tập khí công và đặt chân vào con đường học Phật chân chính, đó là ẩn sư cư sĩ Quả Khanh. Lần đầu tụng kinh Kim Cang, khi đọc đến câu tất cả pháp hữu vi như bọng huyễn bọt sóng, như sương như điện chớp, cần phải quán như thế thì trong tâm tôi chấn động không kìm được. Trăm mối cảm xúc đang xen, khiến tôi bật khóc to. Tôi khóc vì nhiều năm nay mình trầm mê trong lục đạo luân hồi, quên mất diện mục bản lai, giống như đứa trẻ đi lạc đường không ai trợ giúp, bất kể gắng sức thế nào cũng tìm không ra lối về. Bây giờ, nhờ duyên lành mà được tiếp xúc với Phật pháp, khiến tâm trí tôi phát sáng như vừa dẹp xong rừng cỏ mịt mù tìm ra được hướng đi chân chính cho kiếp nhân sinh. Tôi tự nhủ, mình phải nắm ngay thời cơ, quay bước về nhà, dốc sức tu hành để sớm đạt giác ngộ. Dưới sự hướng dẫn của ân sư Quả Khanh, tôi bắt đầu tụng bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh. Trong kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm và quỳ lễ đại sư tuyên hóa. Tuy ngài đã viên tịch, nhưng ngài từng tuyên bố những ai dù chưa thấy mặt nhưng có khát vọng muốn làm đệ tử ngài thì thành tâm lễ bái ngài một vạn lễ liền có thể thành đệ tử ngài vì thế mà tôi chí thành lễ bái tròn nguyện rồi thì thành đệ tử ngài tuyên hóa ngài tuyên hóa là việc cao tăng mà tôi hết mực sùng kính một vị thầy luôn xả thân vì người đem thân làm gương nghiêm trì giới luật sáu tôn chỉ tu hành ngài đặt ra không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Nó đã trở thành quy luật tu hành chuẩn mực cho tôi, giúp tôi giám sát từng khởi tâm động niệm của chính mình. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phật Thuyết Bát Nhã Tam Bụi, các kinh điển Đại Thừa, vân vân luôn nhắc dở chúng ta phải đối với Thầy như với Phật. Trong quá trình đánh lễ ngày tuyên hóa, tôi nhiều lần nằm mơ thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì, giống như những gì mô tả về Bồ Tát Quang Thế Âm trong phẩm phổ môn. Tôi cảm thấy nội tâm hết sức thanh tịnh, cho nên tôi một mực xem Ngài tuyên hóa là hóa thân của Bồ Tát Quang Thế Âm. Đọc bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh của Ngài tuyên hóa giảng, giúp tôi hiểu rõ bốn điều tu căn bản là phải đoạn dâm, đoạn sát, đoạn trộm, đoạn dối Bốn điều này tương quan với nhau rất chặt chẽ. Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp và vọng ngữ. Muốn ra khỏi tam giới thì phải tu trong từng khởi tâm động niệm phải nghiêm trì giới luật. Tính trọng yếu của giới luật trong Kinh Phật ghi rất nhiều. Hơn 2.500 năm trước, trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài A Nan từng nói Lúc Phật tại thế, mọi người nương phật là thầy vậy sau khi ngài nhập niết bàn rồi chúng con sẽ nương ai làm thầy phật dịu dàng đáp ta nhập niết bàn rồi thì các con nương giới làm thầy đủ thấy giới luật rất quan trọng vì vậy chúng ta phải kiểm soát mình chặt chẽ phải có đủ chánh tri chánh kiến phá trừ mê chướng trùng trùng hồi phục bản lai diện mục thanh tịnh chứng đắc Phật quả vô thường. Nhà Phật nói, muốn biết nhân đời trước, xem thọ báo đời này. Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại. Hiện nay, thói đời ngày một suy, lòng người chẳng được như xưa. Bây giờ là thời kỳ vật dục kim tiền. Người ta vì danh vọng, tư lợi, tạo lắm ác nghiệp chất chồng như sát sinh, tà dâm, trộm cắp, nói dối, gạt lường, vân vân. Nếu quả báo hiện đời cũng phát sinh theo do con người sống sai trái, bừa bãi nên gặp đủ nạn tai như đụng xe, rớt máy bay, động đất, sóng thần, cháy, lụt, gió bão, vân vân, khiến những ai chứng kiến phải kinh tâm rung rẩy. Trước những tai nạn khủng khiếp như thế, chúng ta cần suy nghĩ là do ai hủy hoại cân bằng sinh thái, hủy hoại môi trường tự nhiên? Vì sao, vào thời khoa học khí nghệ ngày một phát triển như thế mà chúng ta lại bất lực trước sự trừng phạt của thiên nhiên? Chúng ta cần phải tỉnh táo. Đây là cảnh báo thiên nhiên dành cho chúng ta. Nếu như nhân loại cứ mặc tình sống cuồng thì cuối cùng cũng là tự vùi chôn mình. Làm thế nào để xây dựng gia viên hài hòa, giúp nhân loại sống hạnh phúc? Làm sao để tránh thiên tai nhân họa, để chúng ta an cư lạc nghiệp? Những đáp án này đều có thể tìm được trong Phật pháp. Phật luôn nhắc chúng ta nên đoạn ác tu thiện, không sát, trộm, dâm, vọng, đoạn trừ ý niệm tư lợi ích kỷ, sửa đổi hành vi tập khí, thói quen tạo lỗi của mình. Như thế, mới có thể hạnh phúc an lạc, giữa người với người tự nhiên sẽ sống chung hài hòa. Toàn xã hội có thể phát triển tốt. Do những năm gần đây đạt được lợi ích trong quá trình học Phật, bản thân tôi và các cư sĩ bạn bè đều thâm cảm Phật pháp, thật là mầu diệm, bất khả tư nghị, nhân quả báo ứng không sai mảy may. Vì vậy chúng tôi đem những điều thấy ghe đơn giản biên lại thành tập hy vọng thông qua đây mọi người thâm tính nhân quả bỏ ác theo thiện sách này viết ra với mục đích hy vọng chưa vị bạn đạo đọc xong sẽ kiên định niềm tin học phật hằng tự tỉnh kiểm soát bản thân phụng hành theo phật pháp dùng sự chân tu thực chứng của mình để cải tạo vận mệnh lìa khổ được vui thành trụ phật đạo và không còn cầu pháp ngoài tâm, khỏi phải bôn ba đi khắp nơi truy tìm người hiểu nhân quả hay kẻ có thần thông chi nữa. Chúng ta cần nhớ kỹ, phải khắc cốt ghi tâm lời dạy trong kinh Kim Cang, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả các pháp của Phật đều vì trị các bệnh của chúng sinh, vì những mê muội của chúng sinh mà thiết lập. Vì vậy mới có câu, Pháp còn phải xả huống nữa là phi pháp. Những tên người liên quan đến nhân vật, địa danh trong bài viết, chúng tôi đều dùng bí danh, hóa danh hoặc ẩn danh. Ngoài ra, do năng lực bản thân hạn hẹp, ngôn ngữ và văn tự trong sách, ắt còn nhiều thiếu sót. Tha thiết xin chư thiện tri thức đồng tu tha lỗi và chỉ giáo cho. Hậu học, khỏa hồng, kính ghi. Kính ghi. Cá câu người Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện, nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày Chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong, nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuốn quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo có người bị mắc xương cá nơi yết hầu đang chờ cấp cứu xin diễn trưởng đến cho đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi hô hấp đang ngừng thân thể vẫn còn ấm sắc mặt tái nhợt hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi mặc dù người bệnh đã chết nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua mưa lớn, đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước. Cá tôm có đầy nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi Lại nhìn thấy trước mặt Có một con cá chép to Trong lòng quá mừng Bèn bước vội tới bắt cá chép Lúc này Tay của anh đang cầm cá giết Không biết thả đâu cho ổn Nhưng không thể buông nó ra Trong giây phút vội vàng Anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm Không ngờ Con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ Và cắm dùi nơi cổ họng anh Thịnh thấy cổ họng quá đau liền dùng tay móc ra nhưng đã quá muộn cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu kéo ra không được loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng thái lan thân mập dài khoảng hai ba thốn vậy nó màu hoàng kim sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn nhưng kéo ngược lại thì vẫy sẽ thành những mốc câu ghim chặt vì vậy, khi thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trước đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn, con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh. Vội vạch miệng thịnh để đem cá ra. Nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới, chở thịnh vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở. Lúc này y viện đang phẫu thuật. Bác sĩ rạch cổ tịnh Lấy ra con cá giết núi Nó vẫn chưa chết Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện Hớm hỉnh nói Nếu như cảnh sát tra án Thì sẽ truy bắt hung thủ Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha Còn thi thể của tịnh Thì người nhà lãnh đem về Thịnh bị mắc cá sống chết đi Gia đình làm tang lễ cho anh Theo phong tục Thái Lan Người chết 7 ngày thì đem tiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ khiến nhiều người thương tiếc nhưng sáng hôm đó ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho thịnh lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa thực sự quá bất ngờ và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông thông ba của thịnh cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế và do nuốt nhổ không xong vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong giống y chang kiểu chết của thịnh đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh bởi vì hôm đó gần tối mới cứ hành lễ hỏa táng thân hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đại khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bước nước trong mương đi lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép chen nhau quẩy đạp không ngừng cứ dùng rọ mà chụp bắt nó ông vừa bắt cá vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá kể ra thì chậm nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh ngay lúc ông thông hả to miệng gọi vợ thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao không nghiêng không lệch rơi đúng ngay vào miệng ông ông thông bị nạn bất ngờ hoảng kinh vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ dẻo dai đã chui thẳng vào ý hầu trụ tại đó không thèm đi tiếp nữa ông thông được người bồng lên bờ mương lúc này hai mắt đã trợn trắng trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở đây thật là chuyện lạ có một không hai nên được đồn vang khắp toàn thôn toàn huyện rồi toàn tỉnh y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông thông việc này phải nói là chấn động và khó hiểu vì vậy viện trưởng đến nhà tan quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong bảy ngày lại bị cá sống hại chết té ra gia đình ông thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây hãy rảnh vụ mùa thì bắt cá nuôi cá làm nghề phụ Nếp nhà nhờ đây mà giàu có Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán Nghĩa là khi bắt cá còn sống Ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng Mỗi xô cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ Từ tổ phụ đến thịnh là bốn đời chuyên làm như vậy dân làng thấy ông thông dùng tre nhọn đâm ý khẩu cá sống khiến nó chảy rùa đau đớn thủ đoạn tàn nhẫn thảm đến chẳng nỡ nhìn ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá cá móc người thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng đúng như nhà phật từng nói nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chứa nên treo nhân ác. Đừng ác. Câu chuyện oán thù vai trả Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng quá, nên sáng sớm đi đến thành La Việt nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết chủ con trâu thấy thế sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà đi được nửa đường thì gặp một con sông ông muốn cho trâu uống nước không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây ông bèn dẫn một số đại thần đem qua quả hương đèn tới núi linh thú lễ phật rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe đức phật kể cho vua tần bà sa la nghe rằng hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy thay vì đi tìm khách sạn thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng hai bên thỏa thuận giá cả xong họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài, ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh phát hành lý nặng nề nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả dễ ức hiếp nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, giàu tôi có sinh ra làm người hay giàu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hạ được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, Ngài nói tiếp. Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mọi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Câu chuyện người bán ghè nước. Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật, nên được lòng khách hàng, việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rau, ghè nước đây, ai mua ghè nước không? Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu, toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót gia đình rơi vào cảnh túng thiếu bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát bé gái thấy người bán ghè nước đi qua nhà liền nói với bà nội Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước? Bà nội thở dài. Nhà ta hiện giờ xác sơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu? Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói. Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha. Ừ được, con gọi cậu ta vào đi. Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào. Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghe nước. Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói. Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm. Anh bán ghe giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bác vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì nhân đi vào, anh rao. Ai mua ghè nước không? Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà khi nhìn cái bát, nhân nhận ra ngay là đồ quý. Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá một triệu đồng. Bà cụ mừng quá. Vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu. Thưa cụ, hiện con không đủ tiền. Con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai, con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng rồi trở ra bờ sông để về nhà kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà nhưng tìm mãi mà không thấy anh liền vào nhà nói đem cái bát mẻ ra đây ta đổi cho một ghe nước bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói tên dối trá kia cái bát mẻ không đáng nửa xu Mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của Mi rồi. Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên. Đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao. Đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao. Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la. Trả lại tao, đồ ăn cướp. Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của nhân đã đi gần tới bờ bên kia anh gào hét chửi bới vì quá tức giận nên anh học máu tươi ngã lăn xuống đất mà chết câu chuyện một ly sữa một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ?" À? Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô có gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." cậu bé cảm kích đáp cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu khi ra đi cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn trước đó cậu gần như muốn đầu hàng số phận nhiều năm sau người phụ nữ ốm nặng các bác sĩ địa phương đều bó tay họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này tiến sĩ kenly được mời đến tham vấn khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở một tia sáng ánh lên trong mắt ông ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa quay về phòng hội chẩn ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp tiến sĩ kenly Lee... Đề nghị phòng y chuyển cho ông Quá Đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ quá đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này. Trị giá quá đơn bằng một ly sữa. Ký tên, Tiến sĩ Kelly. Câu chuyện phước báo hiện tiền. Thổ xưa có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đối lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắng thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bụng xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức mà nếu không tu phúc, không bố thí thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngừng một lúc rồi lại nói tiếp than ôi chúng ta kiếp trước không tu phúc không biết gieo trồng phúc điền nên kiếp này cùng khốn như vậy vợ ông nghe thế vọt miệng nói mà không suy nghĩ thế thì bây giờ mình tu phúc đi đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn đúng vậy tôi cũng nghĩ như bà nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây Nói tới tiền, thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu. Bà thấy giải pháp của mình rất hay. Nhưng cậy di la lắc đầu thở dài. Không, không thể làm như thế được tôi đem bà đi bán cho người ta rồi làm sao tôi sống nổi đây vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng người vợ lại nói nếu ông không bỏ tôi ra được thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm phật sự thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả. Khi hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng giường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đề tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng giường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ trong suốt bảy ngày ấy họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai sáu ngày trôi qua đến ngày cuối cùng bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng theo tục lệ thì khi vua đến bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước nhưng cợi di la nhất định không chịu nhường nhà vua không bằng lòng cho triệu cợi di la đến trước mặt nhà vua cợi di la thật tình tâu rằng tâu bệ hạ xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng Nhà vua nghe thấy, bèn hỏi kệ nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá, và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai, người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện dũng mãnh. Xưa kia có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài 70, một hôm thiền sư đang ngồi niệm phật trên bàn thạch bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm cách thầy, cách thầy độ mười thước thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu rồi than rằng bạn tính chúng sinh chẳng phải là dữ chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia đời này mắc lưới pháp luật đời sau phải đọa làm tam đồ biết mấy kiếp mới ra cho khỏi người đi tắm kia độ ba mươi tuổi mi to mài rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi. Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam đồ, độ, là độc ác. Thầy dự pháp đáp, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu sòng rủ ai, anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội. Vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi sẽ bị gông cùm khổ sở nên tôi thương xót thở than một đôi lời chứ không có ý gì ác cả thầy già lẫn quán mắt thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy anh thật là nóng nảy quá tôi tu hành đã lâu năm lẽ đâu phạm giới vọng ngữ khi vừa thấy anh tôi đã biết người anh làm không phải là người lương thiện có nhân duyên thì có quả báo anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình, chấp tay lại thầy và nói, Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tay khỏi nạn. Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng từ nay về sau anh phải biết sửa đổi tâm tánh thường niệm tên ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tài ách bạch thầy ngài quán thế âm bồ tát vì sao mà được phép màu như vậy các vị phật bồ tát cũng một tâm như mình cả vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa rủ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mất vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu, nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát, thì uổng biết chừng nào lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không nổi anh nên nghe lời tôi về nhà tự tu tự tỉnh đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không còn kịp nữa nghe thầy nói xong anh liền ra về ra tuồng hối hận vài bữa sau khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm phật thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lại và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi, anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam Mô A Di Đà Phật, tên con là Dũng Mảnh, ở làng này, con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ bất sớm không ai dạy bảo rong chơi trong sớm đánh cờ đánh bạc bài mưu định kế gian xảo đủ điều mà gia tư càng ngày càng sa sút khi ấy các bạn lại rủ rê thêm một người ăn trộm nữa lòng tham sẵn biết đâu là phải trái miễn được đồng tiền ban đầu con còn e ngại rụt rè đến sau tập giữ thành tánh chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng chứ không biết gì nữa hết con ma tham dục đã dắt lối đưa đường dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo một mực trèo tường đào gạch cậy đố khoét phách vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai ngày tháng qua đi từ khi gặp thầy về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn ốc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các cụ lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết. Còn mà ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới kề bên tay. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà Quảng Oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực. Cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Còn bất giác vai mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà Quảng Oai. Bây giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà nên con lách dậu, thuốc chó rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tự án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ, ngờ đâu từ canh một đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hệ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt giường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng ấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa cũng vẫn thấy cô ta còn thức khi bấy giờ tức giận nổi lên còn rút dao phá cửa quyết vào giết đi cho đáng kiếp đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên còn biết chi là phải trái của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình thì người thức không cho mình lấy tức là người giữ, phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình của con ma tham dục, nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo, bảo con rằng Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với mẹ tôi đau mệt thầy thuốc chạy cả chỉ còn một chút hơi thở thôi thớp mà thôi anh tôi đi xa tin không về kịp không biết làm sao bây giờ chú có phương chi cứu mẹ tôi thì dù bổ đầu lấy não mổ bụng lấy gan của tôi tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với lúc ấy kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt gặp ai thì xin cứu mạng chứ không còn biết chi nữa cả con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy cũng cảm động rơi nước mắt sực nhớ lại thầy dạy con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân mà niệm danh hiệu đức quán thế âm bồ tát cầu ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết đặt hương án ngoài sân khấn quỳ niệm phật lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta còn nghĩ cũng ngán thiệt. Ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế, ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người, ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lai động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tuổi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trong nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quảng oai kẻo tội nghiệp quá quả nhiên đến khi gần sáng có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc thuốc có linh nghiệm hết sức vừa đổ vào miệng là bà quảng oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo bà bảo người con gái con ơi ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con. Bà lại chỉ con mà hỏi, có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng? Cô con gái thưa, dạ phải. Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói, mẹ trong chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn, đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đóng vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội Chú túng cũng như mình túng Còn lấy mau đi Mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi Kẹo chú thức khuya mỏi mệt Con liền đáp Chúc công nhỏ mọn đâu dám kể ơn Bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em Chí Thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em chí hiếu, cảm phục bội phần, nên không nỡ hạ thủ, một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa Thầy, sau khi từ giả hai mẹ con bà quảng quay, con đi một mạch đến đây để bạch Thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ giả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy, nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa Thầy, con đã trình bày đầu đuôi góc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin Thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đậy. Con nguyện một lòng xin theo lời Thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo. Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật e về sau anh chịu không nổi, nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời, tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ. Sau đó, thầy liền làm lễ thế phát, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ nay nhờ thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập nhưng con trộm nghĩ con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm dịu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được vậy con xin phép thầy tọa thiền niệm phật dưới gốc cây này cho đến khi nghiệp chướng tiêu diệt thực tướng hiện tiền bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng Thầy hoàn tuyên Phật Pháp. Đại sư Nhũ Nhất cứu di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Con hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật, thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc. Từ đấy mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập trong bảy ngày đêm dũng Mảnh ngồi kiết già nhập định đến ngày chót phá màn vô minh thấy được chân như bản tánh dũng Mảnh xét mình sắp xả báo thân nên đến đảnh lễ tôn sư giả từ đạo hữu trưa hôm sau cả tăng ni đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm bổn đạo xa gần nghe tin đến xem đông vô kể thầy dũng mãnh ngồi kiết già hai tay chấp rồi niệm bài kệ rằng biến quan pháp giới bản vô nhất phật phóng hạ đồ đao lập địa thành phật đọc bài kệ rồi trời đã đúng ngọ thầy dũng mãnh nhập tịch mùi hương bát ngát hào quang sáng ngời tăng ni đạo chúng lại sờ mình thầy dũng mãnh thấy đã viên tịch nhìn cây đại thọ trước cửa chùa cành lá đều ẩn sắc vàng các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm phật niệm pháp niệm tăng hơn ba ngày bầy chim mới giải tán